Hồng Vân tự tin mặc lại đồ ôm sau 15 năm. Nhờ giảm 17kg, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lột xác diện mạo, chinh phục được những kiểu trang phục trước đây chị không thể mặc. Một năm nay, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân giảm cân thành công nhờ chế độ ăn uống kết hợp tập luyện khoa học. Giảm được 17kg xuống còn gần 70kg, chị liên tục thay đổi kiểu trang phục mỗi khi xuất hiện. Nữ nghệ sĩ nói chị thấy tự tin hơn khi mặc lại các kiểu đầm ôm mà 15 năm qua cất tủ. Trong những lần xuất hiện gần đây, nghệ sĩ ăn vận đa dạng, khoe sắc vóc. Hồng Vân được khen vẻ trẻ trung tuổi 58 khi mặc áo tay dơi kiểu cách, kết hợp chân váy tua rua và vòng cổ ngọc trai. Bộ cánh tạo nét sang trọng, giúp nghệ sĩ tôn thân hình gọn gàng. Đầm ôm dáng cùng giày cao gót được Hồng Vân ưa chuộng. Chị thoải mái diện những gam màu sáng như xanh, đỏ, hồng, trong khi trước đây chỉ gắn bó đồ tối màu để che vóc dáng. Diện mẫu đầm ôm phối cùng áo choàng họa tiết, nghệ sĩ sinh năm 1966 được nhiều bạn bè, khán giả khen trẻ hơn tuổi. Ngoài những kiểu váy áo cầu kỳ hơn trước, Hồng Vân còn đầu tư nhiều trang sức, phụ kiện để tôn diện mạo, khiến đồng nghiệp bất ngờ khi gặp mặt. Nữ nghệ sĩ chọn mẫu váy quấn cổ V để giúp thân hình thêm thon gọn trong một lần đi ghi hình cùng Hồng Đào mới đây. Kiểu đầm tương tự với tông màu xanh coban cũng giúp Hồng Vân trông thêm gọn gàng, rạng rỡ. Thay đổi vẻ ngoài bằng đầm chữ A cùng giày búp bê và tóc mái hố, Hồng Vân thoát khỏi hình ảnh chị thường đóng khung trước đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.